Kể từ khi lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, thì nó đã khiến dư luận châu Á nói riêng và cả thế giới nói chung hết sức lo ngại. Dẫu biết rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không dễ dàng xảy ra, thường chúng chỉ dùng để răn đe mà thôi. Nhưng khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì những lo ngại về việc vũ khí nguyên tử được sử dụng cũng không phải là quá thừa thãi. Gần đây ông Putin còn được nhìn thấy mang theo vali hạt nhân bên mình. Điều này cho thấy Tổng thống Nga rất cẩn trọng và ông đã có sự chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vậy bên trong chiếc vali hạt nhân bí ẩn này có gì mà nó có thể khiến thế giới phải kiêng dè Nga tới như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Hẳn chúng ta đã không còn xa lạ với hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden dù đi tới đâu cũng luôn có một người mang theo một chiếc cặp đen đứng ngay bên cạnh ông. Chiếc cặp tuy có vẻ vô hại nhưng nó lại chứa một sức mạnh hủy diệt vô cùng to lớn. Đó gọi là vali hạt nhân hay quả bóng hạt nhân. Đây là vật bất ly thân của các đời Tổng thống Mỹ. Vali này hoạt động như một trung tâm phòng thủ chiến lược di động. Nếu Tổng thống cần ra lệnh cho một cuộc tấn công hạt nhân nhưng lại ở xa các trung tâm chỉ huy ở Nhà Trắng thì chỉ cần mở vali ra và ấn nút. Lúc này mã kích hoạt hạt nhân sẽ nhận lệnh và nó gần giống như là nút reset lại server trái đất vậy. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng sở hữu một chiếc cặp tương tự như vậy. Vali hạt nhân của Nga có tên gọi chung là Cherkass, đặt theo tên của một dãy núi ở vùng Kabardino, Balkaria thuộc Nga. Chiếc vali này có hình dáng giống một chiếc cặp đựng máy tính xách tay và nặng 11 kg. Trong vali không phải là chỉ chứa một nút phóng hạt nhân ngay lập tức. Thay vào đó, Cherkass là một hệ thống truyền lệnh phóng tên lửa tới mạng lưới kiểm soát và chỉ huy thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Vali hạt nhân của Tổng thống Nga do các sĩ quan tháp tùng Tổng thống mang theo bên mình. Người này luôn theo sát ông Putin cả ngày lẫn đêm để việc ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khác với Mỹ thì có Tổng thống mới được quyền ấn nút, trong khi đó thì ở Nga có tới 3 nhân vật quyền lực cấp cao sở hữu 3 chiếc vali tương tự. Ngoài chiếc của Tổng thống Nga, 2 chiếc còn lại do Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga nắm giữ. Tương ứng với đó, vụ tấn công hạt nhân sẽ chỉ được tiến hành khi cả 3 nhân vật này cùng xác thực lệnh phóng. Theo Hiến pháp năm 1993 của Nga, Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh quân đội. Nhưng trong trường hợp Tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, tất cả các nhiệm vụ của Tổng thống đều thuộc về Thủ tướng. Tuy nhiên, Thủ tướng Nga lại không được trang bị vali hạt nhân. Thay vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng sở hữu thiết bị này. Ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, nếu ban lãnh đạo bị vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, quyết định đáp trả bằng vũ khí hạt nhân sẽ do một nhóm sĩ quan sống sót trong một hầm ngầm dưới lòng đất đưa ra. 3 vali hạt nhân được kết nối với một mạng lưới chỉ huy dự phòng gọi là Kapka, gồm có cáp tín hiệu, thiết bị truyền radio và vệ tinh. 3 vali này về cơ bản là thiết bị liên lạc đầu cuối, cung cấp thông tin cho những người sử dụng chúng về một cuộc tấn công có thể xảy ra và cho phép họ tham vấn ý kiến của nhau. Nếu Tổng thống Nga quyết định phát động một cuộc tấn công hạt nhân, mệnh lệnh sẽ đi từ vali hạt nhân đến thiết bị tiếp nhận gọi là Baksan, đặt tại sở chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng. Lực lượng tên lửa, hải quân và không quân thông qua mạng lưới thông tin liên lạc gọi là Kapka. Trước đó, nhiều người từng nghĩ rằng nút đỏ trong vali là nút kích hoạt vũ khí hạt nhân. Nhưng mà thực tế thì nút trắng mới là nút kích hoạt, nút đỏ là nút trì hoãn vụ phóng. Ngoài ra, một chiếc thẻ chứa thông tin cũng là một thành phần quan trọng của vali hạt nhân. Chiếc thẻ này sẽ chứa thông tin của cá nhân ra lệnh và sẽ được dùng như chìa khóa để thực hiện kích hoạt vali hạt nhân trước khi nó có thể được sử dụng để ra lệnh tấn công. Sĩ quan trực chiến của lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược khi nhận được tín hiệu sẽ dùng mã riêng để xác nhận đó chính là quyết định do Tổng thống Nga đưa ra. Đồng thời thiết lập đường dây nóng để liên hệ với Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng. Sau khi được xác nhận, mệnh lệnh khai hỏa tên lửa hạt nhân mới được thực thi. Bên cạnh đó, nếu có bất cứ cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân vào Nga, Cherkass cũng có thể cảnh báo sớm cho Tổng thống. Cho đến nay, những chiếc vali hạt nhân của Nga đã được biết tới là từng vận hành ít nhất một lần. Đó là lần mà Nga suýt cho mọi thứ về với cát bụi. Sự cố diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 1995, xuất phát từ việc Na Uy đã phóng một tên lửa đẩy mang vệ tinh khí tượng lên vũ trụ từ một đảo mang tên là Andøya ở khu vực vòng Bắc Cực nhằm mục đích là nghiên cứu khoa học. Các radar của Nga đã phát hiện và tưởng nhầm rằng tên lửa được phóng từ tàu ngầm của Mỹ. Thời gian để Moscow đưa ra quyết định không nhiều khi họ đánh giá tên lửa này có nguy cơ tấn công vào lãnh thổ Nga chỉ trong vài phút. Điện Kremlin đã triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao. Cả 3 chiếc vali đều đã kích hoạt ở trạng thái chờ bấm nút.
Trong 4 đến 5 phút đầy căng thẳng, các lãnh đạo của Nga đã chăm chú theo dõi đường bay của tên lửa Na Uy và họ phải cân nhắc xem có nên tấn công Mỹ hay không. Các liên lạc vô tuyến được thiết lập với nhóm tư lệnh tàu ngầm của Nga. Quân đội nước này nhận được mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu và lực lượng tên lửa chiến lược Nga được chỉ thị chuẩn bị đón nhận mệnh lệnh tiếp theo là thực hiện lệnh bắn. Căng thẳng chỉ hạ nhiệt khi ban lãnh đạo Nga nhận được thông tin rằng tên lửa đã lao xuống biển. Các vali hạt nhân sau đó đã bị vô hiệu hóa. Về sau, Nga mới nắm được thông tin rằng đó là tên lửa mang vệ tinh khí tượng của Na Uy. Đó có thể là một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong kỷ nguyên hạt nhân. Nó cho thấy cơ chế hạt nhân cảnh giác cao độ từ thời chiến tranh lạnh vẫn còn hoạt động và cách mà cơ chế này có thể gây nên sai lầm thảm họa. Từ sau sự cố này, Điện Kremlin đã trở nên thận trọng hơn. Chính vì vậy, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vào năm 2020 nhằm đưa ra các quy tắc trong việc khai hỏa vũ khí hạt nhân. Tài liệu nêu rõ Nga sẽ phóng tên lửa hạt nhân nếu họ nhận được dữ liệu tin cậy về vụ phóng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ Nga. Một số nguyên tắc kích hoạt vali hạt nhân được đưa ra bao gồm thứ nhất là nếu đất nước bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân. Thứ hai là Nga sẽ đáp trả nếu có bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng gây tổn hại đến Nga và đồng minh. Và thứ ba là nếu Nga bị tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu, làm tê liệt năng lực gian đe hạt nhân và xuất hiện hành động thù địch chống lại Nga và đồng minh, khiến sự tồn vong của đất nước bị đe dọa chỉ bằng vũ khí quy ước chứ không phải là vũ khí hạt nhân. Nói chung, những nguyên tắc này khá mơ hồ nên chủ yếu vẫn phải phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Nga trong việc khai hỏa vũ khí hạt nhân. Mặc dù Nga đã giảm mạnh kho vũ khí hạt nhân kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng nước này vẫn duy trì kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo một số chuyên gia ước tính đến năm 2022, Nga có khoảng 4.447 đầu đạn, trong đó 1.588 đầu đạn được triển khai trên lửa đạn đạo và máy bay ném bom hạng nặng, khoảng 977 đầu đạn chiến lược và 1.912 đầu đạn phi chiến lược đang được dự trữ. Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga được biết đến có khả năng tạo ra mức thiệt hại không thể chấp nhận đối với mọi kẻ khiêu khích, bao gồm cả những thế lực có hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo. Nhưng vũ khí hạt nhân vẫn thường được sử dụng để răn đe đối phương mà thôi. Nếu bắt buộc phải kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân thì nó chỉ có thể diễn ra với tư cách là một biện pháp cực đoan và bắt buộc. Nếu Nga thực sự kích hoạt nó để tấn công quốc gia khác thì đó sẽ là lúc reset lại trái đất. Mỹ và Nga là hai quốc gia cùng nhau kiểm soát khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Sự cân bằng hạt nhân giữa Mỹ và Nga là một trong những đặc điểm nổi bật của chiến tranh lạnh. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ không trở nên đáng sợ hơn từ đây. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.